Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ chơi một game kinh dị nha. Mình có vẻ là đang đi từ cái khu rừng này đi vô một cái căn nhà, có vẻ là như vậy nha. Thì trước khi vô nhà chắc mình sẽ đi qua coi thử cái xe này, nhưng mà tới đây nó chặn không cho mình đi tiếp. Bây giờ mình sẽ đi vào cái căn nhà này để coi có chuyện gì xảy ra không. Bình thường ít ai mà để cái ghế lắc lư cái này ngoài gió thì nó kêu mang lại âm thanh cọt kẹt đáng sợ. Ai mà lại che mấy cái hũ này như thế này ta? Tiếng tivi nghe rất quái dị. Đi vô đây là một cái khu nhà bếp hả? Mình thấy cũng không có cái tương tác gì hết. Có chìa khóa, hình như có một cái ai đó mới chạy ngang. Chìa khóa này để mở cái gì nhỉ? Ở đây mình vô thì nó lại đóng cửa. Thì khu vực này hơi bị sáng. Mình vô không thấy cái gì bất thường cả. Bây giờ mình sẽ đi tiếp qua phòng bên đây nha. Bên đây có vẻ là một cái phòng khách nữa. Trời bó tay kia. Cũng chưa hiểu lắm. Vô đây cho mình thấy không có cái gì hết vậy, không có tương tác gì luôn ta. Rồi bây giờ mình phải đi đâu? À, có phần lên lầu nha, chắc mình sẽ lên lầu thử. Này gì đây, cái nhà tối và bị chặn bởi cái bàn, một đống màn nhện, khu nhà cổ kính. Rồi, bên đây cho mình thấy cái đèn pin nè. Phải dùng đèn pin chiếu lên nè. Nhưng mà mình sẽ dùng cái đèn pin mình chiếu vô cái chỗ phòng tối nãy coi có cái gì nha. Đây, đèn chiếu đây. Có vẻ là cũng không có cái gì đặc biệt hết. Giờ mình sẽ lên đây. Gì à? Đây có mấy cái mannequin canh, một thư, TV là sự thật. Mình cũng chưa hiểu lắm. Cái nhà này phong cách hơi cổ điển. Cái cửa này không có tương tác nha. Giờ ra đây thì vẫn có một cái người đang ngồi. Nhưng mà kêu mình đi ra chỗ tivi hay là mình quay vô đây mình mở cái cửa bên đây nhỉ? Không có tương tác nha.
Mình sẽ đi xuống nhà và mình mở cái tivi xem thế nào. Và game này không có chạy nha, chỉ có đi bộ thôi nên hơi chậm. Có những bức tranh cổ điển trong cái nhà này. Mình thấy gì đâu có gì khác lạ đâu nhỉ. Không lẽ ra tivi nó ngoài đây. Gì vậy? What? Gì vậy? Game này hết, bạn chơi thử rồi. Rồi coi như game tới đây là hết. Cảm ơn mọi người đã xem video. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Chào mọi người nha. Cái hãng này nó ghi là hết bản chơi thử, nhưng thực tế là cái game này có vẻ là họ đã hết rồi và không phát triển nữa. Cái game này mình vừa kiểm tra là ra vào năm 2019, và những cái năm sau thì mình thấy là những cái game họ làm là không có cái game này nữa, và mỗi cái game họ làm ngắn ngắn như vậy và thể loại nó này nọ khác nhau, cũng không có tập trung vô cái mảng game kinh dị. Rồi chỉ coi như cái game này cũng hết rồi, không có bản full đầy đủ với cốt truyện như vậy, mình thấy cũng đủ rồi, không có cần dài dòng thêm. Tại vì họ ghi là end demo chắc là cho hết chơi thử rồi, chứ mấy game của họ cho thì mình thấy cũng chơi ngắn ngắn, không có chơi dài hay là bản full hay là bán à. Chỉ yếu là mình cảm thấy hay thì mình sẽ đồ này để cảm ơn họ. Rồi chào mọi người nha.